bao lâu rồi bạn chưa có một bữa cơm gia đình trọn vẹn? Từ xưa, người Việt có thói quen sau một buổi hay một ngày làm việc bận rộn vất vả lại trở về mái ấm của mình, cùng quây quần bên nhau dùng bữa cơm gia đình. Đó là một nét đẹp văn hóa truyền thống của gia đình Việt. Nền nếp gia đình được hình thành từ những bữa ăn dẫu có đạm bạc nhưng luôn đầm ấm đó. Ăn trong nồi, ngồi trong hướng, bên mâm cơm, các thành viên trong gia đình biết san sẻ, nhường nhịn, san sóc cho nhau từng bát cơm, chén nước. Đây cũng là khoảng thời gian để ông bà, cha mẹ, con cháu hỏi han nhau, trao đổi cùng nhau cách xem xét, xử lý từ việc nhỏ đến việc lớn trong nhà và ngoài đời. Ngày nay, nhịp sống trở nên hối hả. Công việc, điều kiện sinh hoạt của các thành viên trong gia đình cũng rất khác nhau. Ở không ít gia đình, có thể vẫn còn nồi cơm chung, mâm cơm chung, nhưng mỗi người ăn theo mỗi kiểu. Vừa ăn, vừa nhắn tin, nghe điện thoại, chat Zalo, xem Facebook. Bữa cơm gia đình càng hiếm khi đông đủ. Mà nếu đông đủ thì cũng là ngồi cho đủ mâm. Bởi người ăn trước, người ăn sau, người báo ăn cơm hộp ở cơ quan hay dự tiệc, tiếp bạn bè ở nhà hàng, nên bữa cơm gia đình cứ thưa vắng dần. Với những người muốn giữ gìn những điều tốt đẹp từ bữa cơm gia đình, thì dù có bận bịu công việc như thế nào, họ vẫn cố gắng tạo nên những bữa cơm gia đình vào những khi có thể. Chẳng hạn như nấu bữa cơm gia đình vào buổi chiều sau giờ tan tầm, tan học, ăn cơm gia đình vào những ngày nghỉ cuối tuần, ngày nghỉ lễ. Chỉ cần mỗi người biết sắp xếp công việc hợp lý để có thời gian dành cho việc chuẩn bị bữa cơm gia đình, người đi chợ, người chế biến thực phẩm, nấu cơm, dọn bàn ăn, nhất là thu xếp việc riêng hoặc chịu khó chờ đợi người còn bận việc để quây quần đông vui bên mâm cơm gia đình. Chính những bữa cơm sum vầy sau mỗi buổi, mỗi ngày làm việc, học tập trở về nhà tạo nên những giá trị tinh thần, tình cảm yêu thương, gắn bó giữa những người thân là ngọn lửa ấm áp của hạnh phúc gia đình. Chúng ta có rất nhiều nơi để đi, nhưng chỉ có một nơi để về, đó là gia đình. Hãy đừng để đứt bữa những bữa cơm gia đình.